Sáng nay tại thị trấn Đức Hòa, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm, một chiến sĩ cộng sản tiên phong, người tham dự hội nghị sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư Liên Tỉnh ủy Gia Định Chợ Lớn năm 1930. Đến nhiều buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tại ngã tư Đức Hòa lịch sử, Chủ tịch nước và các đại biểu đã dự lễ dâng hương tưởng niệm tại bức phù điêu miêu tả đồng chí Châu Văn Liêm đang lãnh đạo nhân dân trong huyện đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống siêu cao thuế nặng vào năm 1930. Cuộc biểu tình Đức Hòa được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng tỉnh Tân An, Chợ Lớn năm 1930, chứng minh cho khả năng lãnh đạo vận động quần chúng đấu tranh của Đảng và niềm tin một lòng theo Đảng của người dân Đức Hòa. Cũng tại đây vào năm 1941, giặc Pháp đã dựng đài xử bắn các chiến sĩ cộng sản tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Ngày nay, ngã tư Đức Hòa là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại địa điểm lịch sử này, Chủ tịch nước đã dự lễ khởi công xây dựng giai đoạn 2 công trình khu di tích ngã tư Đức Hòa. Tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm, lãnh đạo tỉnh Long An đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của người cộng sản trẻ tuổi. Châu Văn Liêm sinh năm 1902, năm 22 tuổi tốt nghiệp hạng ưu trường sư phạm hậu bổ Sài Gòn. Cũng từ đây, ông bắt đầu tiếp xúc với sách báo tiến bộ và các trí thức yêu nước, trong đó có Nguyễn An Ninh. Năm 25 tuổi, ông bắt liên lạc và tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Một năm sau làm bí thư tỉnh bộ Long Xuyên, đến năm 1929 vào Ban Thường vụ Kỳ bộ Nam Kỳ và đi dự Đại hội Thanh niên Toàn quốc ở Hương Cảng, trở về nước, thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Năm 1930, Châu Văn Liêm dự hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng năm đó, đồng chí về nước nhằm thống nhất các tổ chức cộng sản Nam Kỳ và giữ nhiệm vụ bí thư Liên Tỉnh ủy Gia Định Chợ Lớn. Ngày 4 tháng 6 năm 1930, đồng chí tổ chức và trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình của hàng ngàn nông dân ở Đức Hòa và đã anh dũng hy sinh trong lúc đấu tranh trực diện với kẻ thù.